Xin chào anh chị các bạn, trở lại với chuyên đầu ống xe hơi nhé. Hiện nay thì cái bên Bắc Ninh này thì cũng chính thức mở cái văn phòng, tuy nhiên là văn phòng bán hàng thôi. Em đính chính là ở đây nó chưa có cầu nâng thay dầu bảo dưỡng nhé. Đấy, cái này thì nó ở đối diện phòng cảnh sát giao thông, phòng bấm biển của công an thành phố trên đường Nguyễn Văn Cử. Em quay video giá xe tháng 10 cho các bác thì từ khoảng cuối tháng 9 vừa rồi thì đa phần các đại lý Ford ở miền Bắc sẽ bán đồng giá một số một mẫu xe, tức là cái chương trình khuyến mại chung sẽ giống hệt nhau của các đại lý, nên là mình ở tỉnh địa phương nào thì nên tìm cái showroom ở gần đó. Giá cả thì thật ra là cái đồng giá nó cũng rất là cứng. Đấy, chủ yếu là mình gần ở đâu thì mình mua, thương lượng các thứ thêm thì em nghĩ nó cũng sẽ không được nhiều đâu. Mình cứ cân đối tham khảo nhé. Đầu tiên là bản XLS một cầu đây ạ. Màu nâu này bên em bán khá là nhiều. Niêm yết của bản này là 707 triệu cho tất cả các màu nhé. Giá bán thì giảm kịch cho các bác là khoảng 35 triệu tiền mặt, lăn bánh đâu đó vào khoảng 700 ở tỉnh địa phương. Bản Territory Titanium, đây là bản Titanium thường nhé, 909. Thì tháng 10 này thì hai bản cao ấy, với bản 909 thì sẽ giảm vào khoảng 90 triệu. Chúng ta đâu đó vào khoảng cả lăn bánh được giảm thuế ấy, thì sẽ khoảng tầm 850, 860 với bản Titanium bản thường. Còn bản Titanium X954 thì cái mức giảm nó ít đi 10 triệu là 80 triệu. Thì các bác lăn bánh ở tỉnh địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang nó vẫn rơi vào khoảng tầm 915 hoặc 920 triệu. Đó, xe này thì cả hai xe thì bên em đều được giảm thuế trước bạ nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn có hai mẫu xe của Ford Everest thì cái mức giá giảm nó đều là 80 triệu. Đấy, bản hai cầu và bản một cầu thì đều giảm vào 80 triệu. Mình có nhu cầu mua xe ở Bắc Ninh, Bắc Giang có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ thêm về giá bán nhé. Lãi suất trả góp thì hiện nay cũng thay đổi khá nhiều rồi. Thời điểm này thì các bác vẫn có những gói hỗ trợ lãi suất vào khoảng 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Ngân hàng tốt nhất thì vẫn có thể kể đến như là Shinhan Bank hoặc Kuribank, ngân hàng của Hàn Quốc. Đấy, còn lại thì với các bác làm tự do hay là hơi khó một chút về chứng minh thu nhập thì có thể tham khảo các ngân hàng thương mại cổ phần như là VIB, Tiên Phong hoặc VB. Đây, nó tùy vào cái hồ sơ tài chính của mình. Đấy, cái mức vay tối đa nó khoảng tầm 70-80% giá trị xe. Hiện nay thì bên này cũng mở rất nhiều showroom rồi. Xe điện này, Ford. Trên đường Lý Thái Tổ thì chúng ta có đầy đủ Mazda, Kia, Honda. Đó ạ, thì với các bác mà có nhu cầu mua xe Ford ở Bắc Ninh, Bắc Giang, đấy, mình có thể liên hệ qua bên em để bên em hỗ trợ thêm nhé. Tóm lại thì hiện nay có 5 bản đang phải cam kết giá về cái mức khuyến mại. XLS một cầu là 35 triệu, Territory bản thường là giảm 90, bản cao giảm 80. Hai phiên bản Everest bán chạy thì là đều giảm chung 80 triệu. Thực tế giá bán như nào thì các bác cứ alo trực tiếp của bên em để được hỗ trợ tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.